Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói về đường dây xăng giả 3.000 tỷ đồng. Các bạn đang nghe tin tại báo nói az.com. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội sáng mùng 7 tháng 6 về vụ án sản xuất và buôn bán xăng giả của đại gia xăng dầu miền Tây Trịnh Sướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết có rất nhiều quan hệ kinh tế bất thường trong đường dây này. Công an đang tập trung xác minh xem các đối tượng lấy nguồn hàng từ đâu. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, vụ án đường dây xăng giả do công an địa phương tiến hành từ chỗ phát hiện ra nhiều quan hệ kinh tế bất thường trong hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, địa chỉ tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, ban chuyên án tập trung xác minh xem nguồn hàng cung cấp cho doanh nghiệp xăng dầu này ở đâu, tại sao lại có sự bất thường về giá cả hàng hóa như vậy. Việc này rất công phu vì vụ việc diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, đòi hỏi đội ngũ công an tìm hiểu rất kỹ lưỡng để có kết luận như vậy, Bộ trưởng Tô Lâm nói. Bộ trưởng cũng nêu thực tế, từ trước đến giờ rất nhiều người hỏi tại sao ô tô, xe máy đang đi trên đường tự nhiên bốc cháy, máy móc động cơ hỏng. Lãnh đạo Bộ Công an nhìn nhận, qua vụ này, công an rút kinh nghiệm ra rất nhiều vấn đề khác. Đây là kết quả bước đầu của hoạt động điều tra thôi, nhưng chắc kiểu dạng làm ăn phi pháp như thế này còn rất nhiều, rất phức tạp, Bộ trưởng Công an nhận định. Cũng theo người đứng đầu ngành công an, buổi họp báo hôm qua, mùng 6 tháng 6, ban chuyên án đã công bố rất rõ cả một quá trình đánh án mà nhiều khó khăn, trên địa bàn rộng với thời gian dài, không phải bắt đầu từ mới gần đây. Liên quan đến 24 cửa hàng lấy nguồn xăng giả của đại gia này, Bộ trưởng Công an cho biết đang tiếp tục được cơ quan công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ, vì những cửa hàng này có thể có móc nối, thông đồng trong việc buôn bán xăng giả, hoặc có thể vô tình không biết. Việc phát hiện rất khó khăn nhưng anh em rất nhiều nỗ lực. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc, ông Tô Lâm nói. Trả lời câu hỏi liệu có tiếp tục mở rộng chuyên án không, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, vi phạm pháp luật đến đâu sẽ tiếp tục điều tra đến đó. Liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán xăng dầu giả của đại gia xăng dầu miền Tây Trịnh Sướng, cơ quan điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 23 đối tượng. Công an tỉnh Đắk Nông cũng khởi tố và bắt giam 14 bị can. Bị can Trịnh Sướng, tự Tám Sướng, sinh năm 1969, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, địa chỉ tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, được xác định là đối tượng đầu vụ. Trước đó, các trinh sát trong cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đắk Nông phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn nên công an tỉnh này xác lập chuyên án điều tra. Việc điều tra cho thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, địa bàn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành nên công an tỉnh Đắk Nông báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ Công an sau đó quyết định thành lập ban chuyên án, do Thứ trưởng Lê Quý Vân làm trưởng ban. Trong ít ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2019, ban chuyên án tổ chức bắt quả tang các đối tượng tại 6 địa điểm đang có hành vi tổ chức pha trộn, cất giấu dung môi, các chất pha trộn thành xăng giả ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, bắt nhiều đối tượng, trong đó có Trịnh Sướng. Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến khi bị bắt, các đối tượng đã chi khoảng 3.000 tỷ đồng để mua dung môi và các nguyên liệu pha chế xăng giả. Mỗi tháng đường dây này đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 6 triệu lít xăng A95 giả. Kết quả kiểm nghiệm khẳng định, xăng giả không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng xấu đến hiệu suất động cơ, thậm chí có thể làm hỏng động cơ. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy xe được xác định liên quan tới xăng giả. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ. Hành vi pha chế, pha trộn xăng giả được các đối tượng thực hiện ở những địa điểm bí mật như trên tàu, trên biển, nhà riêng. Có bố trí đồng bọn canh gác nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận, bắt quả tang. Hãy nhấp follow để theo dõi những tin tức mới nhất trên báo nói az.com. P. Thảo.